ba mất 20 là đồ uống sữa miễn phí gì? Không, cái uống bên này, cái bên đấy nó là cái bên vào tham quan để xem khách. Hôm qua anh có được vào mất cùng vào và xem rồi, hôm nay chỉ bảo anh là uống sữa thôi. Thằng ô tô sau nó đổ sát mình là hơn chặn luôn cái đít. Cây đào cây đó họ cắm hoa vào chưa nhỉ? Cây thì đúng cây thật nhưng mà hoa thì hoa giả. Hoa này là năm mới thay một lần. Nhưng hoa nó trông rất vui thật. Thật dạ thật bây giờ nó cứ lẫn lộn nhưng mà chúng ta họ vào đông cũng là đông mà nhỉ. Và cái trang trả sẽ chỉ là nó là chỉ sự có thể dẫn